Người mà chúng tôi muốn nhắc đến là chị Lý Ngọc Bảo Trân, ngụ thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và giảng dạy ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian, chị đã quyết tâm về quê mở xưởng may túi sách và ba lô để tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật lẫn người trung niên. Hiện tại xưởng may của chị đang có 10 thợ, trong đó có 7 thợ ráp chính, còn lại đa số nhân công nhận việc về làm tại nhà. Để mọi người có thể tăng thêm thu nhập, chị còn tìm cách đưa sản phẩm xuất sang một số nước ngoài như Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Pakistan. Được biết trung bình mỗi người nhận được 100.000 đồng mỗi ngày từ công việc may ba lô. Bên cạnh đó, chị thường xuyên mở các lớp dạy nghề may cho người khuyết tật và người trung niên. Đến nay, ngày càng có nhiều người có công việc làm ổn định. Đối với mình thì là người khuyết tật với lại là người trung niên, người lớn tuổi đó, thì họ là làm việc rất là có tâm với lại công việc của mình. Thì dĩ nhiên là người trẻ, lao động trẻ thì họ làm việc thì năng suất cao và chất lượng tốt. Tuy nhiên thì những người lớn tuổi ở đây và các anh chị người khuyết tật ở đây thì nó có một cái yếu tố là làm việc rất là siêng năng. Ngay từ những ngày đầu tiên thì mình gặp rất là nhiều khó khăn. Thì các cô chú cũng như anh chị, những người khuyết tật, người lớn tuổi ở đây đã cùng mình vượt qua được cái giai đoạn đầu, những cái giai đoạn khó khăn nhất. Cho nên ấn tượng của mình về họ rất là tốt. Cho nên là khi mà hiện tại bây giờ nó đang trên đà phát triển tốt, họ đang đi lên, thì mình rất là có nguyện vọng muốn được tiếp tục nhận những người khuyết tật, những cô chú lớn tuổi và cả những người cô chú người Khmer. Khi mình mới vào nghề thì ai mà không có khó khăn, thì nghề dạy nghề thì mình cần có sự học hỏi thôi. Ví dụ như mang những cái khó vậy nè, nhưng mà mọi người hòa đồng vui vẻ nhau thì chia sớt nhau những cái khó khăn đó thì cảm thấy nó vui vẻ, tinh thần mình nó cũng phấn chấn. Những cái mà nó khó, có khi mình nhìn khó lắm, khi mà ra được cái sản phẩm từng cái ra thì mình cảm thấy nó vui. Những cái thành quả của mình mà gặt hái được vậy đó. Trong tương lai, chị dự định mở thêm xưởng may công nghiệp chuyên về quần áo để giúp đỡ giải quyết việc làm cho nhiều người, giúp họ có việc làm ổn định.